Ui trời ơi, toàn hàng Orion. Thôi Orion phải trả tiền quảng cáo nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel của mình. Ok, hôm nay mình sẽ thực hiện một clip đó là chậm tất cả mọi thứ với ngũ cốc. Đấy, đây là bột ngũ cốc. Bột ngũ cốc dính dưỡng. Ngày nào ngủ mà nhìn người dính dưỡng cũng thấy đâu người chẳng. Ok, và bây giờ là cốc bột ngũ cốc là mình phá sẵn này, không mất làm mà thời gian là mình phá sẵn luôn. Ok đấy, nhìn trời quá, ăn ta nặng quá. Ok, thật sự bây giờ là hiện tại ngoài Bắc hiện tại là rất là lạnh, mà trong miền Nam rất là nóng. Quá một đường đấy. Ok, bây giờ là mình sẽ thực hiện luôn. À quên, tập tất cả mọi thứ đây mình sẽ giới thiệu này. Đấy, bánh bông lan, nghe gọi là bánh bông lan đây. À, bánh gạo luôn để mình bọc sẵn. Quảng cáo bánh gạo ngoan ngoãn đây, mình để đây gì đây, oxy bị cái kiểu quả gì đây. À, snack que nhân sự. Đây là snack que nhân sô cô la. Rất là nhiều bánh. Đây bánh bông lan. Bánh bông lan. À, KFC. AFC. Bánh trứng Orion. Đấy, con có đây cùng của hàng Orion. Gì đây? Bánh quýt tế Mezzonta. Mình biết tiếng Anh ngủ lắm. Ok, đây rất là nhiều ấy. Đây, chocobai cũng toàn Orion luôn. Thua bạn toàn Orion. Chocobai. Ok, còn nữa. Bim bim oishi snack tôm cay. Ok, đây đây luôn. Ui trời ơi, toàn hàng Orion. Thôi Orion phải trả tiền quảng cáo nhé. What the fuck. Ok, đây cùng snack bim bim. Ok, món khoái khẩu. Gì đây, món khoái khẩu đây. Đây. Rồi ok, bây giờ là mình thực hiện luôn. Thơm các bạn ạ. Bột ngũ cốc thật sự rất là thơm. Dính dương và ăn mài cho thấy bẹp. Thú càn lời. Mình thử để một phát. Sáng như chưa uống. Sáng nào phải uống nhưng mà hôm nay để thực hiện một clip luôn. Rất là ngon. Ok, bây giờ là mình thực hiện luôn nè. Món đầu tiên là gì ta? Ok, bọc ra KFC đi. KFC.
ngon. Phải nói là rất là ngon. AFC chấm với ngũ cốc rất là ngon nha. Để mang cái nữa. Đang đói bụng lắm. Đã rất ngon các bạn. AFC chậm ngu cốc ngon. Ok, bây giờ nó qua snack que. Úi trời ơi. Đấy, những shiga luôn. Đấy, mấy người mới vui thuộc nữa, phần biệt điều shiga rồi. Rất là chất. Này bây giờ chậm snack que với ngu cốc. Đấy. Ok. Đấy. Rất là phê vì sô cô la với ngu cốc. Ngu cốc có sữa áo béo quá. Mà hết ngon. Sữa nách quẻ và ngu cốc ngon. Ok, bây giờ mình sẽ sáng món nè. Bánh tiếp theo đấy. Bông lan nha, bạn bông lan nha. Quên mua cuộc đau bụng. Ăn tập nhà bên này mình có chậm mình cái ngày nay rồi thì tí nữa biết thế nào. Thứ mày quán được cơm nữa. Ok. À, đã bụng. Bánh bông lan với ngũ cốc đấy nha. Ngon. Bạn mông lan, ngu cốc, ngon. À, nó ngọt quá. Hiệp. Ok. Bây giờ mình sẽ quá một bánh gạo này. Má, mình chơi thiết đeo nào hôm nay toàn quảng cáo cho Orion. Ok. Ui, cái này to quá, cái này to quá, không bỏ vào được lọc cái cốc. Bẻ. Bánh gạo với chậm với ngũ cốc. Mấy người ạ. Phải nói từ là rất là phế. Quán đó bằng phế à? Càng lời. Ngon là dưới kiểu tại thấy gãi tao giờ vậy đó. Tại sao ngon. Ok, đang có nhiều bánh. Rồi mình sẽ chuyển tiếp. Nhờ nó quá. Ok, bây giờ là món sữa trương này. Be a
Rồi, ok. Thật là ngọt. Nó còn là ngọt. Để làm thêm cãi nữa. Đây cũng là một món sở trường, một khoái khẩu hơi trẻ tấu. Bây giờ không nói nhiều, chứ cơm bái và ngũ cốc. Phải cắt một miếng ra. Nó mới thấm được. Tài bạn ngón hả, đang ngủ cốc ngón. Nó chậm lại, nhớ ngón. Cứ lại cái nào chậm giờ mới đó. Thôi đừng giờ, ngón. Giờ thì nữa này tao thảo đùa chị. Ok. Chỗ cô bài ngu cốc. Hết nước. Có thể uống một phát nữa. Thật sự là còn rất nhiều bánh. Ok. Để ăn nổi được. Xin lỗi tất cả các bạn rồi. Bây giờ là mình không thể chậm nổi mà không thể ăn nổi nữa. Mình là thật sự là rất nó rồi. Sáng, ăn sáng rồi. Mẹ giờ ăn hết động này nữa chậm. Cứ nhìn thơm. Ok. Thôi mình sẽ nhìn món này mình sẽ làm một clip tiếp theo. Chậm một thứ nữa. Khác. Đấy, ok. Mình đã thực hiện xong clip là chậm tất cả mọi thứ với ngũ cốc. Okay. Không phải nữa. Giờ là rất là ngon. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Và đừng quên ủng hộ mình bằng một nút like, share và đăng ký ủng hộ kênh mình. Ok.